Thưa quý vị, hôm nay là thời điểm cuối để các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đóng vào lúc 17 giờ chiều nay. Và chúng ta sẽ có những thông tin cụ thể từ chị Phạm Hà đang có mặt tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin chào chị Phạm Hà, số thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đến thời điểm chiều nay là như thế nào ạ? Vâng, theo đúng quy định thì 17 giờ chiều nay, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khóa tính năng cho thí sinh được đăng ký cũng như là điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Tuy nhiên thì đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết vẫn đang xử lý dữ liệu và sẽ cung cấp những thông tin mới nhất sau khi mà hoàn thành xong việc xử lý các dữ liệu. Còn cập nhật đến ngày hôm qua thì có tới hơn 940.000 thí sinh đăng ký trên hệ thống tuyển sinh, nhưng mà vẫn có khoảng 300.000 thí sinh là chưa đăng ký nguyện vọng của mình. Và sau thời điểm 17 giờ ngày hôm nay thì các em sẽ không còn quyền để mà đăng ký cũng như điều chỉnh nguyện vọng nữa. Ngày mai thì hệ thống sẽ chuyển sang một chức năng khác. Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc cho thí sinh trên cả nước cùng đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên một hệ thống chung. Hệ thống này sẽ góp phần giảm bớt thời gian, giảm bớt chi phí cũng như là tiết kiệm rất nhiều cho thí sinh, mà vẫn đảm bảo được mục tiêu lớn nhất là đáp ứng cho thí sinh có thể đăng ký không giới hạn nguyện vọng của mình. Và chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Vâng, xin được cảm ơn chị Phạm Hà. Thưa quý vị, từ ngày mai ngày 21 tháng 8 thì thí sinh sẽ bắt đầu nộp lệ phí xét tuyển. Và đây là năm đầu tiên ngành giáo dục tổ chức thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến. Có 15 kênh thanh toán trực tuyến chính để phục vụ việc thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Để tránh lượng lớn thí sinh truy cập cùng một lúc có thể dẫn đến quá tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân chia lịch như sau. Từ ngày 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 26 tháng 8 là 20 tỉnh đầu tiên trong danh mục tỉnh, thành phố của Tổng cục Thống kê. Từ ngày 22 tháng 8 đến 17 giờ ngày 27 tháng 8, hệ thống sẽ mở để phục vụ các tỉnh, thành phố có số thứ tự từ 21 đến 40. Từ ngày 23 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8, dành cho các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố còn lại. Vì thí sinh ở tất cả các cái vùng miền trên đất nước có những cái nơi điều kiện xã hội thuận lợi, nhưng cũng có nơi cái hạ tầng thanh toán trực tuyến cũng rất là khó khăn, thì ngành giáo dục chúng tôi cũng đã có cái văn bản gửi đến các nhà trường để mà hướng dẫn các em. Để trong trường hợp các em không trực tiếp thực hiện được thì có thể nhờ bạn hoặc là nhờ người lớn. Thì các cái hình thức thanh toán trực tuyến hiện nay thì đều được các cái tổ chức trung gian thanh toán và các ngân hàng tổ chức triển khai cũng rất là thuận lợi. Thí sinh chỉ phải nộp lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học dựa trên kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông. Các hình thức xét tuyển khác như học bạ, chứng chỉ quốc tế không phải nộp lệ phí trên hệ thống này. Những cái nguyện vọng mà căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các em phải nộp lệ phí với cái mức nộp là 20.000 đồng một nguyện vọng của một thí sinh. Và cái phần mềm đó cũng đã chỉ cho các em thấy là một là số nguyện vọng mà các em phải nộp lệ phí và cái số tiền mà các em phải nộp. Các em chỉ việc nhấn chuột vào cái mục nộp lệ phí và thực hiện các bước tiếp theo là hoàn toàn có thể thực hiện cái nộp lệ phí. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thông tin kịp thời tới từng thí sinh trên địa bàn và đảm bảo việc thanh toán trực tuyến của các em được thông suốt, an toàn.